Hôm nay là mùng 6 tháng 1 năm 2021. Thì tại khám cho bệnh nhân thì viêm mũi xoang thì tương đối nặng này. Thì phác đồ điều trị cho xoang cho đến bây giờ là đã hoàn thành, tương đối là ổn. Khả năng phục hồi của nó là trên 80%. Thì trước nay tôi điều trị về xoang thì nó vất vả lắm. Điều trị theo phương pháp lối mòn. Thì các kinh nghiệm các thầy cô họ dạy trước nay nó không xử lý được xoang. Chúng ta cũng biết nhiều đến châm cứu hay cái chỉ uống thuốc hay thuốc tây, thuốc đông, thuốc nam các kiểu thì để chữa khỏi một ca xoang là vô cùng vất vả. Thì tôi chỉ quan tâm đến những vấn đề ra khỏi bệnh thôi. Thì nó có hai cái điểm lưu ý trong cái gì chúng ta điều trị xoang cho bệnh nhân phải hết sức thông thái. Thứ nhất là điều trị xoang là phải xác định là phải kiên trì. Các cụ có câu là lai dai tai mũi họng, muốn nhanh thì là khó lắm. Còn đối với Tây y thì theo kinh nghiệm của tôi để ý là rất hiếm, hoặc là hiếm người nào mà chữa xoang mà khỏi được Tây y lắm. Còn đối với Đông y tôi nghe hiếm lắm. Có một số thời gian gần đây có một số nhà thì có thể là trá hình thôi, chữa khỏi nào được. Thì họ dùng tân dược và cho vào trong thuốc nam thuốc bắc thì họ làm cho nhân uống, thì gói thuốc để đóng xấu thôi, uống đâu khỏi đấy. Tôi khẳng định luôn đấy là chắc chắn là thuốc chống những liều cao, bởi vì thuốc đông y không bao giờ uống phát êm đuôi người ta khó lắm. Thuốc chống những thì nó có tác dụng là làm cho bệnh nhân hết tình trạng những ngay lập tức luôn, thì cảm giác như chúng ta là khỏi bệnh. Thì nó tàn phá sức khỏe rất là nghiêm trọng. Thì trong quá trình điều trị này thì xoang thì chúng ta tôi kết hợp với ba phương pháp với nhau. Phương pháp nhất bệnh nhân phải giữ gì những cái môi trường nó gây dị ứng, chúng ta cố gắng chúng ta đeo khẩu trang, ví dụ như làm trong môi trường công nhân nó lạnh quá này, môi trường nó bụi quá này, thì chúng ta phải đeo khẩu trang để giữ ấm cho cơ thể. Thì bản chất xoang này nó thuộc về phế bì mao, phế thì nó sợ nhất là cái trời nó lạnh, cái này nó ô nhiễm, nó hô hấp. Thì chúng ta chữa thầy gì thì thầy mà cứ phơi mặt ra ngoài bụi rồi tiếp xúc cái lạnh với hở hang cơ thể nó rét mướt thì làm sao mà khỏi được. Đây những cơ thể bệnh nhân là quan trọng nhất. Sau đấy thì đến cái thầy thuốc thì nó có hai phương án, cái kết hợp giữa cái chỉ thì những cái huyệt chúng ta chú trọng nhất cho bệnh nhân là huyệt phong long, để đẩy cái đờm ra ngoài. Chữa về hô hấp mà không đánh vào đờm thì không hết được đâu. Còn những cái huyệt trên đầu mặt thì tôi có chia sẻ khá là nhiều cho anh em đồng nghiệp. Những bạn nào mà thực sự mà yêu thích đông y thì hãy theo đuổi. Vì tôi theo đuổi là mất chính xác là 15 năm đấy. Nó mệt vã lắm. Thì trên đầu chúng ta thì chọn những cái huyệt vùng đặc trị, ví dụ như là gọi đặc trị vậy thôi, nó chỉ đạt được 30%. Thì trước nay tôi có test nhiều. Trên đầu chúng ta có nhiều huyệt như tứ thần thông, bách hội, thượng tinh này, thần đình này. Những người xung quanh cái vùng xoang tương ứng như thái dương này, thì toãn trúc, dương mạch này. Chúng ta phải lựa theo tùy theo cái vùng xoang chúng ta làm. Ở tay thì chúng ta có thể chọn hợp cốc, khúc trì, cố gắng thủ thuật làm sao cho khéo cho bệnh nhân người ta chấp nhận được, chứ không làm thô bạo quá người ta hốt. Còn thuốc uống thì bên trong thì chúng ta có thể trọng dụng cái bài nhị trần thang. Nhị trần thang thì nó có dược tính của nó là có cái vỏ quýt nó khá là hiếm. Chúng ta kết hợp với lại cái bệnh ngân kiều tán rất là tốt. Kim ngân với linh kiều nó kháng viêm rất là cực mạnh, nhưng nối hô hấp bệnh truyền nhiễm rất là tốt. Cái nguồn cố gắng mua cho nó chuẩn vào một chút là được. Điều trị xoang thì tôi khẳng định luôn là rất là tốt. Các bạn bệnh nhân nên điều trị đông y hay hơn, chứ điều trị bằng tây chỉ được chốc nhát thôi. Kháng sinh với lại chống dị ứng nó làm cho bệnh nhân tình trạng càng ngày càng tệ hơn. Nghe có vẻ là cấp tính nhanh, về lâu dài thì nó nặng lắm, nó biến chứng sâu vào trong thì bệnh nhân sẽ đặc trưng về cổ xoang mà để nặng có gì đâu mà có phân biệt. Chúng ta nhìn sơ bộ là hai bên quầng mắt nó thâm lên, nó thâm hết, bệnh nhân sẽ rơi trạng thái nó mờ mắt, để lâu nó ta nó ù ra. Thì tôi sau này tôi sẽ cập nhật nhiều cái video mà bệnh nhân khỏi về xoang, khỏi là chúng ta để chụp cắt lớp, thì nó khóc xoang nó không còn đờm nữa. Cái độ viêm nhiễm của xoang mới hết thì tôi mới khẳng định là khỏi. Đương nhiên triệu chứng lâm sàng là ổn. Những bệnh nhân nào mà điều trị theo đông y thì nếu không kiên trì thứ nhất là không nên theo. Còn nếu mà bảo là dựa vào vài huyệt kê chỉ mà khỏi được xoang thì đấy là không có đâu.
nhiều bạn thì cứ tung hô và cái vài hô bệnh nhân đỡ khác khỏi khác. Bệnh nhân này tôi theo dõi ghê gớm. Nay được bao lâu rồi nhỉ? Được mấy tháng nhỉ? Được 5 có hài lòng không? Có đỡ. Đỡ nhiều không? Đỡ nhiều. Sướng. Ừ. Chúng tôi hay với bệnh nhân thì có sướng không? Bệnh nhân mà cứ không sướng thì là thất bại. Bệnh nhân bây giờ là nhiều khi sợ chết. Bệnh nhân nói ok, bệnh nhân vẫn sợ. Cái này cố gắng lên nhé. Đi mấy năm rồi? 2 năm. Chúng ta nói hay mấy hay. Cũng quan trọng là bệnh nhân cứ phải khỏi. Bây giờ này 1 giờ đến nơi tôi vẫn còn bệnh nhân này. Các bạn biết là tôi vất vả cái gì. Tôi ở xó nhà thôi nhưng mà làm được việc. Thì các bạn biết là tôi là tính nói thô nhưng nó thật. Tây hay đông y chúng ta phải nói cho đúng. Thì các bạn chấp sự việc thì vật chúng ta phải đối diện như thế. Chứ không thấy anh tây y anh to quá chúng ta sợ ta né. Thì thấy anh đông y mình yêu quá mình lại tung hô quá này. Thì để thấy anh này anh nọ là mình cái thiên vị nó ra cho các bạn bè đồng nghiệp thì nó sai. Cái chữ thầy ở đây là nó phải mang cái ý chất thực tế. Chứ không phải là thầy là bố đời là bố thiên hạ đâu. Thầy sao cho chuẩn chuẩn để mọi người ta lấy cái niềm tin. Như mọi người cứ thấy mình đánh bóng tên tuổi lên để quảng cáo này nọ nhà tôi 3 đời 4 đời xoang là cái gì còn chưa biết xoang là cái gì thì làm sao mà chữa được. Cố gắng lên nhá, người đẹp ở đâu đấy? Chúc mừng người đẹp nhé, kể ra lần này là thôi đấy mà nhân vẫn đòi nữa. Nào chuẩn bị đồ cho anh làm.